Sáng nay, một thư viện với kinh phí xây dựng 50.000 đô la Mỹ đã được bàn giao cho trường Trung học phổ thông Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh. Đây là công trình tượng trưng cho tinh thần hòa bình và hữu nghị do nhân dân Mỹ viện trợ thông qua tổ chức Thư viện Việt Nam để tặng các em học sinh xã Tịnh Khê. Công trình được xây dựng trong khuôn viên trường Trung học phổ thông Sơn Mỹ trên diện tích gần 200 m², quy mô 2 tầng phục vụ cho nhu cầu học tập giải trí và nâng cao kiến thức của trên 1.300 học sinh ở đây. Trong thời gian đến, Tổ chức Thư viện Việt Nam sẽ tiếp tục tài trợ 5.000 đô la Mỹ để mua sắm trang thiết bị và sách vở cho thư viện này. Đây là thư viện thứ hai do Tổ chức Thư viện Việt Nam tài trợ tại Quảng Ngãi. Trước đó, vào năm 2001, tổ chức này đã xây dựng thư viện cho trường Trung học cơ sở Phổ Thuận, huyện Đức Phổ với kinh phí 3.500 đô la Mỹ.